Chào mọi người, chúng ta sẽ gặp gỡ một công chúa trẻ trung xinh đẹp. Chào em. Dạ, chào mọi người. Em tên là? Em tên là Honey. Honey ơi, em có biết anh bao nhiêu tuổi không nè? Dạ, anh chỉ mới có 28 tuổi thôi. Dạ, thương. Minty, dạ. Anh bao nhiêu tuổi nè Minty? Dạ, anh 29 ạ. 29 đúng không? Thì thật ra là anh rất là vui, nhưng anh chúc cho sự nghiệp của hai đứa với những cái đứa trẻ đẹp mà hiểu chuyện như tụi em á, thì sự nghiệp thật sự là rất là dài, chứ không phải như đi Trần đâu. Đi Trần nó nói anh là tới hạ anh 50 mấy tuổi đúng không? Đi Trần em nói bao nhiêu tuổi nè? Em nói em là 27 đi anh. Dạ 27 là được cưng nhất rồi em. À, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi? 24 đi. 24, sự nghiệp anh thăng hoa. Em thăng hoa. Thùng anh đâu? Thùng anh, thùng anh, anh bao nhiêu tuổi nè? Anh ạ. Đây là quay phim đẹp trai nhất của VTV cá em. 42 tuổi. Tùng Anh, sự nghiệp em sẽ không có thăng hoa. Em sẽ không làm ca sĩ được, mãi mãi sẽ là quay phim. Dễ thương quá à. Ủa nhưng mà hai đứa bộ nhau hả? Dạ vâng ạ, thật em đâu nói đùa đâu. Thế không? Dạ vâng. Mẹ hai đứa bộ nhau mẹ. Rồi mẹ cũng đồng ý luôn á. Chúng ta qua hỏi mẹ. Đi gật đầu liên tục. Tại sao mẹ để cho công chúa cặp với hoàng tử mà mẹ không cho một người nào khác? Mẹ ngại con không thích nói, mẹ con nói với bạn trợ lý để quay anh hả? Tại sao em để cho sếp em đi bồi cái người này mà không phải là đi Trần hoặc là ai mà? Ôi trời, đúng rồi. Tại chị em thích. Trời ơi, mà hai đứa ê ra đây. Dạ. Hai đứa quen nhau lâu chưa nè? Dạ, bọn em đang trên đà tìm hiểu nhau được 6-7 tháng rồi ạ. Em thích Minty ở chỗ nào? Thích Minty ở chỗ nào là à? Khó quá, còn lại khó. Trời đất ơi. Trời ơi. Nó thích người ta mà nó không biết là thích ở chỗ nào. Thích chỗ nào nè? À, kiểu chắc là tinh tế ấm áp đi ạ. Còn Minty, em thích công chúa ở chỗ nào? Gì ngã là thích rồi nhau, không cần nói nhiều. Gì ngã là thích, gặp lần đầu tiên là thích luôn. Nhưng mà cái gì mạnh nhất, thí dụ như đẹp thì không nói rồi, nhưng mà cái gì hát hay không nói rồi, khác đi. Đẹp mà đẹp hát hay. Không có. Im lặng để người ta nói. Rất là càng gái. Rất là hiểu chuyện mà rất là hiểu. Hiểu tâm tư của em. Tự nhiên vô thấy anh khen anh 28 tuổi là anh khoái rồi đó. Kiểu như phải là đi Trần đằng kia 50 tuổi là đằng kia là đó. 24 tuổi mà. Anh ngồi kia xuống. Nhưng mà quen nhau rồi à. Tức quá. Tức thì đi vô. Đứng vô đây. Đứng vô đây. Người ta kể tướng vợ, ta kể mà đứng. Tức hồi quá. Nãy em không ra đó, hai đứa nó tỏ tình với nhau. Tỏ tình với nhau sân khấu và nắm tay nhau nói cái gì nó lại coi nè. Dám không mà nãy chương trình chỉ có Music Store mới ghi lại được cảnh đó thôi. Nắm tay nhau và nói là nha. Nắm tay đi Trần xong nói là gì đó, nói lại coi nè. Em lỡ thích anh rồi. Đó, rồi bên kia nói là sao? Anh nói sao nè? Anh nói là anh lỡ thích em. Đau chưa? Đau. Một cái mũi tên. Anh không muốn nói ra đâu, nhưng khán giả 90 triệu dân cả nước mà xem ơn kìa TV, xem kênh YouTube anh và xem Music Store sẽ thấy cái chuyện mà hai đứa tỏ tình với nhau này. Thì em đang là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người ta đó. Thì gì hồi nãy anh Tùng Anh có hỏi em là lỡ em trở thành người thứ ba thì sao? Đó. Mắt em có bị giật giật lúc đó, lúc có tỏ tình thì sao? Có, giật giật không? Mắt phải em hơi giật giật. Khó chịu đúng không? Dạ, khó chịu. Cái sốn sốn. Ôi, đừng nói anh. Nhưng mà với một cái người như đi chợ anh nghĩ hoàn toàn xứng đáng, thành ra đẹp trai, hát hay. Không. Lỡ em lỡ ra chuồng gà, tụi em ra chuồng gà, nhớ tụi em ra chuồng gà. Lỡ người ta có tỏ tình, người ta có say đắm một người khác mà xấu, mình sợ như đây đẹp trai hát hay. Đúng em rồi, là tụi em sẽ không ra chuồng gà vậy không? Người ta. Mẹ là em không đẹp trai, sơ tụi ra chuồng gà. Bé là không phải đẹp trai như người ta. Tụi ra chuồng gà thì nha. Qua nhà anh nha. Ôi tuyệt chết rồi. Đây. Hai anh nha, hai anh nha. Thấy chưa, cuối cùng đốt nhà xong nhà mà hốt em luôn rồi, thấy chưa? Thật ra anh thấy các bạn rất dễ thương, các bạn là tuổi 20, em là mười mấy tuổi nè. Em mới có 18 thôi. Ồ, bé xinh xắn. Xinh, ông chú 42 tuổi. Khi chúng ta nhắc tới quay phim mà Tùng Anh á, hồi xưa là diễn viên á, đẹp trai, bỏ khẩu trang các bạn coi đẹp trai lắm, bỏ khẩu trang các bạn. Không đẹp trai mà đứng giữa được. Quả đen kìa. Xưa là duyên dáng á, nhưng từ khi mà kiểu như bịt mặt nhìn hết duyên dáng rồi, nó thay đổi tuổi thật, nào đâu thích. À thì bây giờ trước khi chia tay, ba đứa nói gì lời gì với tất cả khán giả chút xíu coi Music Store nè. À mọi người hãy nhớ đón xem chương trình Music Store trên đài VTV Cap và xem kênh YouTube của anh MC Dư Hồng Phúc. Đúng rồi ạ. Yeah. YouTube em là gì nè? Dạ YouTube em là Harry Official. Harry Official. Đi Trần em Minty. Kênh YouTube của em là Đi Trần Official. Yeah. Em là Minty Official nha mọi người. Yeah. Tùng Anh. Còn kênh YouTube ạ. Ok TV đang quay. Ok. Ok TV. Yeah.